đã hơn 30 năm trôi qua kể từ cái ngày 30 tháng 4 năm 1975, đánh dấu một chiến thắng vẻ vang nhất trong lịch sử dân tộc. Ngần ấy quãng thời gian cũng đã hằn sâu trên gương mặt, trong dáng đi của hai con người này, những chứng nhân quan trọng trong một thời khắc đã đi vào lịch sử. Hơn 30 năm trước, họ là những người lính ở hai bên chiến tuyến. Vậy mà ngày nay, khi mái đầu đã bạc trắng, họ cùng trở về đây để ôn lại về một thời đã qua. Thế nhưng trong những hoài niệm của hai con người này vẫn còn đang mang rất nhiều nỗi trăn trở về một sự thật của lịch sử. Từ đây xin được trở lại với những giờ phút quyết định của cuộc chiến tranh kéo dài mất 30 năm để thống nhất đất nước. Tất cả cho một mục tiêu duy nhất, giải phóng Sài Gòn. Vượt qua những chướng ngại sau cùng, trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, những chiếc xe tăng đầu tiên của quân giải phóng đã vào tới nội đô Sài Gòn trong sự hân hoan đón chào của người dân. Dinh Độc Lập, cơ quan đầu não của chế độ miền Nam Việt Nam, cuối cùng cũng đã bị quân ta đánh chiếm. Tổng thống Dương Văn Minh buộc phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, kết thúc cuộc chiến đấu trường chinh đầy gian khổ của dân tộc. Hơn 30 năm đã trôi qua, những dấu tích hào hùng năm xưa, những chứng nhân của một thời còn đó. Họ có thể là những người ở bên kia chiến tuyến, hay những người anh hùng đại diện cho hàng triệu người con yêu nước của dân tộc. Thế nhưng cho đến nay, những diễn biến xảy ra trong Dinh Độc Lập trưa ngày 30 tháng 4 ấy vẫn còn là một dấu hỏi, với rất nhiều chi tiết chưa được thống nhất của người trong cuộc quanh một sự thật lịch sử về việc tổ chức tiếp thu toàn bộ nội các chế độ miền Nam cũ, đưa Tổng thống Dương Văn Minh qua đài phát thanh và soạn lời đầu hàng để ông ta nói như thế nào. Đó cũng là mục đích chính của bộ phim này, mong có thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho một sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc. Để mở đầu cho vấn đề này, chúng tôi xin được đưa ra những hình ảnh về chiếc xe tăng đầu tiên hút đổ cổng Dinh Độc Lập mà lâu nay chúng ta đã rất nhiều lần được xem. Tuy nhiên, xin khẳng định ngay từ đầu, đó chỉ là những hình ảnh đã được những nhà làm phim lúc bấy giờ phục hiện lại sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, mang ý nghĩa như một biểu tượng của chiến thắng cách mạng. Điều này chúng ta cũng có thể thấy rõ qua chi tiết người hướng dẫn để xe tăng vào trong đoạn băng này, và cả những hình ảnh về các chiến sĩ xe tăng chạy đi cắm cờ này cũng chứng tỏ đây chỉ là đoạn phim đã được phục hiện lại. Còn bây giờ, để trở lại với vấn đề chính của bộ phim, xin mời các bạn cùng gặp gỡ những nhân chứng đã trực tiếp tham gia vào sự kiện này. Xe tăng 390 bắt đầu húc đổ cái cổng chính Dinh Độc Lập, tiến vào sân dinh. Sau đó cái xe tăng 843 mới nó quay lại để mà vào tiếp. Thế thì chúng tôi thì cái lực lượng bộ binh là phối thuộc với lại nữ đoàn xe tăng. Khi mà vào đến nơi cái thì chúng tôi muốn là nên để đánh nên để mà cắm cờ. Đấy, thế thì được các cái nhà báo rồi biệt động thành mới lại dẫn chúng tôi lên. Vừa hay lên đến cái tầng 2 một cái thì gặp luôn chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh. Đấy, thì ông ấy bắt đầu đứng ở đấy đón chúng tôi, đưa vào cái phòng họp. Nhân chứng thứ hai, và cũng chính là người tham gia trực tiếp trong sự kiện này, Trung tướng Phạm Xuân Thệ, Tư lệnh Quân khu 1. Vào thời điểm 30 tháng 4 1975, nguyên là đại quý trung đoàn phó trung đoàn bộ binh 66. Khi chúng tôi bắt đầu, lúc đó là tôi đi trên chiếc xe F, thì bắt đầu hành quân lên, thì tôi thấy cái xe thứ nhất lao lên khựng lại, thì chiếc xe thứ hai lại tiếp tục lao lên, thì bật được cánh cổng ra, vòng vào bên trong, thì chiếc xe dép tôi nách lên và lao lên, và tôi vòng bên phải. Khi vòng xuống thì mục đích của chúng tôi là trên cái xe này, xe dép của tôi là có cái cờ giải phóng, mục đích nên để cắm cờ thôi. Thế nhưng mà khi bắt đầu xuống một cái, tất cả anh em chúng tôi vùng xuống để bỏ vũ khí, bỏ xe, cầm vũ khí để chạy lên trên Dinh Độc Lập ấy, trên vào trong Dinh Độc Lập ấy, thì chạy lên để gặp các phóng viên báo chí, tất cả các thứ quay phim rồi chụp ảnh, rất là cứ quay vào chúng tôi, thì chúng tôi hỏi đường lên để cắm cờ. Thế là chúng tôi vượt lên cái cầu thang, bây giờ các anh thấy là giải thảm ấy, thì tôi lên theo tay trái, tôi lên đến hết bậc cầu thang thì đến cái chiếu mì, thì tôi gặp ông này. Ông ra,
ông nói là tôi là chuẩn tướng Nguyễn Như Hoạnh, phụ tá cho tổng thống Dương Văn Minh. Toàn bộ nội các chính quyền đồng minh trong phòng họp mời cấp chỉ huy vào làm việc. Thì lúc này tôi mới biết, và chúng tôi mới biết là nội các Dương Minh còn ở trong Dinh Đồng Lộc. Thì sau đó ông Nguyễn Đức Hoạnh mới dẫn tôi đi một đoạn dài khoảng độ 10 thước, thì đến một phòng rất là rộng, thì bắt đầu vào đến cái phòng này. Khi lên đến đây một cái thì bắt đầu bước vào cái cửa cái phòng họp to. Thì ông mới giới thiệu đây là Dương Văn Minh này, chỉ vào người này to cao nói đây là Dương Minh, đây là Vũ Văn Mẫu. Đấy. Thì lúc này sau khi giới thiệu xong một cái thì Dương Minh nói là chúng tôi biết quân giải phóng đã tiến công nội đô, đang chờ quân giải phóng vào để bàn giao. Thì theo một cái phản xạ tự nhiên, anh em chúng tôi lúc bây giờ và tôi nói ngay, tôi nói là các ông đã bị bắt làm tù binh, các ông phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, không bàn giao gì cả. Cũng với mục đích trả lời câu hỏi đặt ra ở đầu phim, chúng tôi tìm đến Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, đơn vị đã được Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị giao nhiệm vụ điều tra nghiên cứu về sự kiện đánh chiếm Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vừa qua, viện đã có buổi hội thảo chính thức về vấn đề này, đồng thời cũng đã đưa ra những kết luận. Vào Dinh Độc Lập, đơn vị xe tăng 843 bắt Dương Văn Minh, nội các Sài Gòn, hay là Trung đoàn 66 bộ binh do đồng chí Tạ Phạm Văn Đệ chỉ huy bắt Sài Gòn, bắt nội các Dương Minh và tổng thống nội các Dương Minh, thì vấn đề này vẫn còn là vấn đề mà cho đến 30 năm sau chúng ta mới tập trung giải quyết. Thì cái chi tiết đó thì chúng tôi đã công bố trên sách vở, nhưng có thể nói rằng là qua cái cứ liệu, qua lịch sử chúng tôi nghiên cứu thì thấy rằng Trung đoàn bộ binh 66 sau khi được xe tăng đại đội 4 của lữ đoàn 303 hỗ trợ vào sân Dinh, thì các đồng chí đó đã tiến vào và lên trên tầng 2 để bắt nội các Dương Văn Minh và đội các Văn Minh ở trên tầng 2. Và sau đó tiếp tục là giải Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu để ra xe sang Đài Phát Thanh để tuyên bố đầu hàng. Như vậy, Viện Lịch sử Quân sự đã có một kết luận về vị trí chỉ huy của Đại úy Phạm Xuân Thệ trong Dinh Độc Lập. Tuy nhiên, qua lời kể của hai nhân chứng trên cũng đã tồn tại nhiều vấn đề. Ông Phạm Xuân Thệ cho biết khi vào trong Dinh Độc Lập thì thấy đã có đông đảo phóng viên quay phim chụp ảnh ở đó. Điều này liệu có hợp lý? Bởi theo những thông tin mới nhất mà chúng tôi thu thập được thì trong dinh lúc này chỉ có duy nhất một phóng viên nước ngoài, đó là nhà báo Tây Đức Boris Galash. Đồng thời ở ngoài sân dinh có bà De Mulder, nữ phóng viên nước ngoài duy nhất đã ghi lại được tấm ảnh duy nhất xác định xe tăng 390 là chiếc đầu tiên tiến vào trong Dinh Độc Lập. Còn tất cả lực lượng đông đảo phóng viên trong và ngoài nước chỉ có mặt sau khi đại quân của ta tiến vào Dinh Độc Lập. Từ đó cho thấy những kết luận ban đầu của Viện Lịch sử Quân sự vẫn còn nhiều điều chưa thỏa đáng. Và với mong muốn làm rõ sự thật, chúng tôi xin mời các bạn tiếp tục gặp gỡ với những nhân chứng sau đây. Sáng ngày 30 tháng 4 khoảng 10 giờ thì chúng tôi đã vào ở trong sân của Dinh Độc Lập và yêu cầu Lý Quý Chung, là hồi đó là Bộ trưởng Thông tin, cùng chúng tôi ra Đài Phát Thanh để cái nhiệm vụ chúng tôi là phải lấy Đài Phát Thanh trước để phát lên tiếng nói cách mạng. Thì chúng tôi bàn với ông Chung thì ông Chung đã đồng ý ra Đài Phát Thanh rồi. Thì chúng ta đang lay quay thì nhìn ra đường Thống Nhất ở trước mặt này thì rõ ràng là thấy một đoàn xe tăng tiến vào. Và chúng tôi đợi ở cổng Dinh ở dưới này. Thì lúc đó có nhiều anh bộ đội chạy vào. Thì sau này chúng tôi biết trong đó là có anh Thận và có anh Toàn là trong cái chiếc xe đi đầu, những chiếc xe đi đầu đó. Thì chúng tôi gặp và những người đó đang cầm cờ, tôi yêu cầu dẫn đường đi thì người ta chấp nhận đi theo chúng tôi. Và sau đó ra cái hành lang thì thấy có một người mặc dân sự, thì sau này mới biết là đó ông là đại tá võ phòng của phủ tổng thống. Thì chúng tôi cũng không biết cái bố trí của Dinh Độc Lập, thì mới nhờ anh đó dẫn lên để đi cái thang máy. Và cái thang máy ở nằm trong góc và phải đi cái thang máy đó mới lên nóc dinh được. Thì chúng tôi là gồm có anh giáo sư Huỳnh Văn Tòng, anh này ở Pháp về, anh dạy ở Đại học Hoàng Hạnh,
và tôi là Nguyễn Hữu Thái, là chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn cũ, và chúng tôi đã cùng anh Thận đi lên trên nóc dinh. Là người lãnh đạo phong trào đấu tranh của sinh viên Sài Gòn khi ấy, có thể nói Nguyễn Hữu Thái là nhân chứng, đồng thời cũng đóng vai trò khá quan trọng trong những diễn biến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau khi Nguyễn Hữu Thái đưa đại đội trưởng Bùi Quang Thận lên nóc dinh để cắm cờ, việc tiếp theo trong dinh đã được ông Vũ Đăng Toàn, chỉ huy xe tăng 390, một trong hai người đầu tiên vào trong dinh, cho biết. Thế sau đó anh Phan bảo là anh ở lại rồi mà khác lên đây, tôi nên cắm cờ. Thế cái việc đó là xong. Thế còn việc lại và tôi ở lại thì lúc đó là tôi dồn toàn bộ một các lưu nhân vào. Thế sau đó là dồn xong thì là công Dương Minh ra đến chỗ tôi, thì là anh Phạm Xuân Thệ mới lại hai trợ lý nữa. Lúc đấy gọi là bây giờ gọi là anh Phạm Xuân Thệ thôi, lúc đấy chả biết ai, mất từng cái đấy. Thế thì anh này mới đến nơi, đến chỗ, gần chỗ Dương Minh ấy, thì là ông này báo cáo Dương Minh là báo cáo tổng thống tôi là đại úy Phạm Xuân Thệ, trung đoàn phó trung đoàn 6. Thế lúc đấy mình ngã ngửa biết ông Thệ chứ không làm sao biết ông Thệ. Sau đó chưa kịp làm gì và chưa kịp có một hành động gì, chưa kịp một cái tổ chức một cái gì đó, thì anh đoàn của anh Bùi Văn Tùng chính ủy lữ đoàn 23 gọi mình tới. Qua lời kể của ông Vũ Đăng Toàn, lúc này chúng ta đã thấy sự xuất hiện của chính ủy Bùi Văn Tùng trong dinh hoàn toàn trái ngược với những gì Viện Lịch sử Quân sự đã kết luận. Để tìm hiểu tiếp vấn đề này, chúng tôi đã gặp ông Nguyễn Hữu Hạnh, nguyên chuẩn tướng, phụ tá cho Tổng thống Dương Văn Minh. Khi mà anh em yêu cầu ông Minh đi lên đài phát thanh để mà tuyên bố đầu hàng với điều kiện đó, thì ông Minh đã trả lời là ông đã tuyên bố giao chính quyền lại cho chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Sau cùng ông Minh có yêu cầu cho thâu băng. Thì lúc đó đó, Lý Vĩ Trung chạy đi kiếm băng. Lý Vĩ Trung là tổng trưởng thông tin của ông Minh đó, chạy đi kiếm cái máy để thâu băng. Thì tôi thấy lâu quá, tôi mới nói. Mà tôi nói tôi biết lúc đó cái người đó là chỉ huy xe tăng thôi, bởi vì chính ông quyết định mà. Chính ông quyết định thì vì cái quyết định đó tôi mới biết, chứ còn thật sự anh em bộ đội lúc đó đâu có mang quân hàm gì đâu mà biết. Tôi thấy vậy, tôi muốn đỡ cho ông Minh, tôi nói ở ngoài đường sẽ không có an ninh. Thì ông chỉ huy trưởng của thiết giáp nói với tôi là chúng tôi bảo đảm an ninh. Đây là cái lời nói tôi nói lại cái ý, chứ còn thật sự cái lời nói nó không đúng như cái lời nói hồi đó đâu, nhưng mà cái ý như vậy. Thì lúc đó rồi ông Minh, ông Mẫu đi theo anh em bộ đội đi xuống với xe để mà đi, thì từ đó tôi không biết nữa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe chính ủy Bùi Văn Tùng thuật lại những sự việc diễn ra trong dinh lúc đó. Tôi vào đây thì gặp ông Minh, thì ông Minh cũng nói với tôi là chúng tôi chờ các ông vào để bàn giao. Thì tôi nói các ông chả còn gì để bàn giao, chỉ có đoàn không được kiện. Thế thì là nhân viên của ông Minh đó, là yêu cầu là cho máy giao ghi âm tại cả đây, nhưng mà tìm mãi không có. Thì sau đó thì Tướng Hữu Hạnh có nói với tôi rằng là bây giờ ra ngoài thì sợ phải đối lập nó ám hại. Tôi nói là cả Sài Gòn quân giải phóng đâu giải phóng rồi. Ông Tướng Dương Minh đi với tôi, đi là đi với chúng tôi. Xong việc tôi đã đưa ông Minh về lại đây. Thì xe đầu tiên đó, thì ông Minh, ông Mẫu mà sau này tôi biết là có anh Thể đi kèm cái xe đó. Tôi đi xe sau thì có nhà báo Boris Tây Đức và Hà Huy Đỉnh đi cùng, và có một số sinh viên thanh niên nhà báo xin tôi đi, tôi tạo bám theo xe luôn. Thì lúc bây giờ là ra đài phát thanh. Để chứng minh cho tính chính xác trong lời kể của các nhân chứng trên, sau đây xin mời các bạn hãy cùng xem những tư liệu mới nhất mà chúng tôi vừa mới tìm được trong thời gian gần đây. Đó chính là cuốn sách Thành phố Hồ Chí Minh do nhà báo Tây Đức Boris Galash,
người đã có mặt trong tất cả những diễn biến từ Dinh Độc Lập cho đến đài phát thanh, viết kể về những thời khắc cuối cùng của cuộc chiến tranh, đã được xuất bản năm 1975. Kể về những diễn biến xảy ra trưa ngày 30 tháng 4, trong đó có đoạn sự hoang mang chấm dứt khi người chỉ huy của quân giải phóng được giao nhiệm vụ của việc bàn giao chính quyền, chính ủy Bùi Văn Tùng xuất hiện. Ngay lúc đó, một nhóm đông người tập trung lại và được đưa vào phòng tiếp khách của tầng thứ nhất. Ở đó, chúng tôi đã chờ đợi. Những nhà báo khác tham gia với những người lính quân giải phóng, Minh, Mẫu và người chính ủy. Có thể thấy, qua những tư liệu mới nhất này đã chứng minh sự có mặt và vai trò chỉ huy của chính ủy Bùi Văn Tùng trong Dinh Độc Lập. Sau đó, đưa Dương Văn Minh qua đài phát thanh để đọc tuyên bố đầu hàng, hoàn toàn phù hợp với những gì các ông Vũ Đăng Toàn và Nguyễn Hữu Hạnh đã nói. Trở lại với những diễn biến ở đài phát thanh trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, để nhằm làm rõ sự việc, ai là người khởi thảo nội dung tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh, những người làm phim chúng tôi cũng đã cố gắng ghi nhận nhiều thông tin từ các nhân chứng có mặt ở đây vào thời điểm đó, với những công việc rất cụ thể. Đây chính là cái bàn mà trưa ngày 30 tháng 4 năm 75 tôi đã giới thiệu lời đầu hàng của tướng Dương Văn Minh và lời chấp nhận đầu hàng của chính ủy Bùi Tùng. Còn sau đây là lời kể của chính ủy Bùi Văn Tùng về những diễn biến tiếp theo trong phòng thu âm này. Đây là đài phát thanh, thì nhân viên đài phát thanh họ chạy hết rất vắng vẻ, nhưng mà nhờ có sinh viên xuống đường đó, họ dẫn vô đài phát thanh và dẫn tôi lên cái phòng khách của đài phát thanh. Tại đó thì tôi ông Minh ngồi, tôi ông mệt mấy đêm mất ngủ, ông Minh cũng liêm diêm đôi mắt, thì tôi mới trực tỉnh là một thoáng nghĩ trong đầu tôi thì là tôi nghĩ rằng là nếu để ông Minh ông tự do nó lên đài thì là ông là mời quân giải phóng để chính phủ cách mạng vào ông bằng giao thì chết mình. Và tôi quay sang ông Minh tôi nói rằng là anh tuyên bố đầu hàng không điều kiện, phải theo điều kiện của chúng tôi. Ông Minh nói rằng là ông muốn điều kiện gì thì ông ghi ra. Thế sẵn tập xanh nhạc ở trên bàn, tôi lấy một tờ và tôi lấy bút ra rồi, nhưng mà tôi cũng chưa nghĩ ra điều kiện thế nào. Nhưng vài phút suy nghĩ thì trả ra vấn đề nó dễ ồn, có khó gì đâu. Cách mạng chỉ có hai vấn đề cơ bản: quân đội và chính quyền. Thế là tôi thảo ra cho ông Minh. Thảo vài phút rồi thảo xong, chữ rất rõ ràng, tôi đưa cho ông Minh. Ông Minh ông cầm xem, ông suy nghĩ và ông quay qua tôi, ông nói rằng là đề nghị ông bỏ cho tôi hai cái tổng thống. Tôi nói rằng là anh đứng cương vị nào để anh kêu gọi được quân đội anh là đầu hàng, và anh đứng cương vị gì thì anh mới giải tán được chính quyền này. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với chúng tôi, Trung tướng Phạm Xuân Thệ lại có những ý kiến khác. Bắt đầu chúng tôi đến Dinh Độc Lập được khoảng độ 2 đến 30 phút. Đến đài phát thanh. Chúng tôi đang cùng nhau để soạn thảo cái lời tuyên bố hàng. Thì anh Bùi Tùng mới đến đứng trước mặt tôi hỏi anh là ai. Tôi mới nói là tôi là Phạm Xuân Thệ, đoàn phó đoàn Đông Sơn. Anh Bùi Tùng mới nói là tôi là Bùi Tùng, chính ủy của đoàn 203. Bây giờ chúng tôi mới biết anh Bùi Tùng biết tôi. Rõ ràng đã có sự mâu thuẫn rất lớn trong lời kể của hai ông Bùi Văn Tùng, Phạm Xuân Thệ về vai trò của mình trong việc khởi thảo bản tuyên bố đầu hàng. Vậy đâu là sự thật của vấn đề? Những nhân chứng sau đây sẽ cho chúng ta câu trả lời chính xác. Đây là nhà báo Kỳ Nhân, nguyên là phóng viên ảnh của hãng thông tấn AP tại Sài Gòn. Ông là tác giả của bức ảnh lịch sử ghi lại khoảnh khắc Dương Văn Minh ghi âm lời đầu hàng quân giải phóng. Ông đã cho biết. Từ Dinh Độc Lập, tôi chạy cái xe từ Dinh Độc Lập, hồi đó gọi là Dinh Độc Lập, bây giờ nó là Hội trường Thống Nhất, qua đài phát thanh ở Nguyễn Bình Khiêm đây, thì là có ông Bùi Tùng đi và một đoàn đi theo là cả quân đội, có mấy anh gọi là bộ đội đó, cùng đi với tôi. Tới đây thì trong lúc đó thì cái chuyện mà tôi biết là
anh Bùi Tùng tới lúc đó, có anh Thệ cùng tới trong lúc đó. Đó, phải nói rõ ràng như vậy. Theo ông thì cái văn bản mà ông Minh đọc đầu hàng đó là từ đâu? Văn bản mà ông Minh đọc cái lời đầu hàng đó. Thì là của anh Tùng viết ra. Chứ đâu có ai, lúc đó thì chỉ có, tôi thấy có một mình anh Tùng là người cao lớn mà người chỉ huy ở đó thôi. Thì ngoài anh Tùng ra là có anh Thệ, là có người cái cấp bậc, mà tôi cũng thấy không có đeo gì hết. Nhưng mà tôi thấy cao lớn con, nhưng mà trong lúc đó là thấy tôi nhận diện, tôi biết. Mà hồi đó chính tôi không biết ông Võ Văn Kiệt là ai. Tôi cứ tưởng là cái ông Bùi Tùng này là ông Võ Văn Kiệt, vì tướng to lớn. Và một nhân chứng nữa, ông Huỳnh Ngọc Chinh, người đã ngồi kế bên chính ủy Bùi Văn Tùng khi ông khởi thảo bản tuyên bố đầu hàng. Lúc đó không phải chỉ mình tôi mà cũng nhiều người ngồi với lại bên cạnh Bùi Tùng. Thì ông Bùi Tùng là vị chỉ huy mà cấp tá như hồi tôi biết á, thì ông đang ngồi viết cái đó, viết cái lời đầu hàng của Dương Minh. Rồi sau đưa ông Minh đọc, thì khi ông Minh đọc cái lời đầu hàng thì tại đây ông ngồi viết luôn cái lời chấp nhận đầu hàng để cho ông đọc. Tư liệu cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn đó chính là đoạn băng mà nhà báo Boris Galash đã trả lời phỏng vấn của các hãng truyền hình quốc tế ngay sau thời điểm lịch sử ở đài phát thanh. Call on the Saigon troops to surrender their arms. In front of the palace, the commissioner Tang realized that I had a tape recorder, and just to be on the safe side, he said something to me which I didn't understand. I said something to him in French which he didn't understand. The interpreter said, "Why don't you come with us?" So, as a matter of fact, my interpreter and myself jumped onto these two U.S. jeeps and ultimately were carried to the radio station. Yeah. After 5 or 10 minutes, Commissioner Tang had finished drafting the declaration that President Big Minh was to read over radio, and he handed over the paper to General Big Minh. General Big Minh read it and then disagreed with the opening statement, which was supposed to read like, "I, Duong Van Minh, President of the Saigon Administration." Big Minh objected to this text and proposed that he would rather read, as he had been president, so-called president, not even really constitutional president, he would rather have it like, "I, General Minh, ask the forces to lay down their arms and surrender." And that was the text they... That was the text he wanted to have. But Commissioner Tung, after some words with Commandant T, who still had his K-55 in his hands to make sure that nobody escaped, after he had some words with Commandant T, decided on a compromise formula, which again was not very satisfying for Big Minh. And you could see who really dictated. It was not a negotiating, it was just a dictating of a formula which ultimately read, "I, General Duong Van Minh, President of the Saigon Administration." Và cũng trong cuốn sách Thành phố Hồ Chí Minh của mình, viết ra từ thời điểm năm 1975, Galash cũng đã đề cập chi tiết hơn về những sự việc đã xảy ra ở đài phát thanh. Và nguồn tư liệu quý giá này đáng nhận được sự trân trọng của các nhà làm sử quân sự Việt Nam. Nói về chi tiết xảy ra ở đài phát thanh, Galash đã viết: "Chúng tôi ngồi bất động một lát, mẫu quạt khuôn mặt ông bằng một quyển sách. Minh và Tùng ngồi trên hai chiếc ghế, và tôi ngồi giữa họ tại một chiếc bàn nhỏ, trong lúc Tùng thảo văn kiện trên một mảnh giấy màu xanh." Đoạn khác lại viết: "Chính ủy Tùng hướng dẫn rất rõ ràng cho tôi những việc phải làm. Minh cần phải đọc lại bản tuyên bố vào máy ghi âm của tôi. Việc này được lặp lại 3 lần. Chúng tôi xin giới thiệu lời nói chuyện mà chúng tôi thân thân của Đại tướng Dương Văn Minh và Đại tướng đã nói lên tiếng nói đầu hàng quân đội giải phóng của chúng ta. Con Minh, Cộng sản Pháp, chính quyền Sài Gòn kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa hạ vũ khí đầu hàng không điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ Trung ương đến địa phương phải giải phóng hoàn toàn từ Trung ương đến địa phương, trao lại cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam.
không? À ha. Okay, I know. Now I understand. Okay, now I understand. Now I understand. Again. Chúng tôi đại diện lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam long trọng tuyên bố thành phố Sài Gòn đã được giải phóng hoàn toàn, chấp nhận sự đầu hàng không điều kiện của tướng Dương Văn Minh, tổng thống chính quyền Sài Gòn. Có thể nói sự kiện đánh chiếm Dinh Độc Lập và những diễn biến trưa ngày 30 tháng 4 thời gian qua đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người, nhất là sau khi Viện Lịch sử Quân sự đã đưa ra kết luận về vấn đề này. Và bây giờ, xin mời các bạn nghe ý kiến của một nhà sử học và một vị tướng đã từng tham gia lãnh đạo trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ rằng là cái sức hấp dẫn nhất của lịch sử chính là cái sự chân thực và cái tính công bằng của nó. Chính vì thế khi mà những vấn đề được khơi gợi lại bằng những cái cố gắng của các đồng nghiệp bên Viện Lịch sử Quân sự mà đưa ra một cái kết luận về những chi tiết liên quan đến cái diễn biến của trong ngày 30 tháng 4 thì chúng tôi hết sức chú ý. Và với có mắt nghề nghiệp, chúng tôi có một cảm nhận rằng với một vấn đề rất phức tạp như thế, một vấn đề mà hơn 30 năm sau chúng ta mới quay lại như thế, người còn, người mất, người nhớ, người quên như thế, và những nguồn tư liệu chúng ta còn rất là bề bộn như thế, thì hình như những kết luận ấy nó còn chưa đủ tính thuyết phục. Và ở góc độ nghề nghiệp, chúng tôi chỉ mong rằng các bạn đồng nghiệp ở bên đó cố gắng khai thác đầy đủ hơn và công bằng hơn trong vấn đề xử lý các cái tư liệu. Thế là cái đầu hàng dân mình là vấn đề trọng đại quốc gia, cho nên người chính ủy là phụ trách chính trị đó mà lại cấp trên, cấp cao nhất là nơi đó thì bao giờ cũng có vị trí quan trọng hơn. Qua những nhân chứng lịch sử cộng nguồn tư liệu mới nhất mà chúng tôi vừa tìm được đã có thể trả lời cho vấn đề mà bộ phim này đặt ra. Những diễn biến trong sự kiện đánh chiếm Dinh Độc Lập trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 và khởi thảo bản tuyên bố đầu hàng đã được làm rõ. Qua đó, xác nhận vai trò chỉ huy của chính ủy Bùi Văn Tùng giống như những gì lịch sử đã từng ghi nhận. Vậy, cho đến bây giờ, những kết luận của Viện Lịch sử Quân sự về vấn đề này đã không còn phù hợp. Có lẽ là do không đủ tư liệu cần thiết nên những nhà nghiên cứu của Viện đã chưa thể đi đến đích cuối cùng của sự thật lịch sử. Tuy nhiên, với những chứng cứ mới nhất hiện nay, chúng tôi mong muốn rằng Bộ Quốc phòng cũng như các cơ quan chức năng nên xem xét lại vấn đề này để đưa ra một kết luận chính xác hơn. Dẫu biết rằng vai trò của những nhân chứng lịch sử như Bùi Văn Tùng, Phạm Xuân Thệ hay tất cả những chiến sĩ xe tăng, bộ binh có mặt và tham gia vào sự kiện lịch sử ấy đều là những người anh hùng, tất cả họ đều đáng để chúng ta trân trọng. Tuy nhiên, đối với lịch sử, chúng ta cần phải có một sự nhìn nhận rõ ràng hơn về vai trò cụ thể của từng cá nhân, từng con người, để sau này con cháu chúng ta, những thế hệ tương lai của đất nước, không phải học những bài học không đúng sự thật về một chương đẹp đẽ và oai hùng nhất trong lịch sử dân tộc. Xung quanh cái vấn đề này đó, thì tôi có một lời khuyên thôi. Nếu các đồng chí chịu khó và tìm hiểu ngóc ngách các vấn đề này thì sẽ đánh giá một cách thật công bằng. Vấn đề là mấu chốt đó. Nếu các đồng chí chịu nghe mà hội thảo như vừa rồi tôi theo dõi, hội thảo thì hội thảo để đi đến cái gì, đi đến một cái kết luận công bằng. Thì trước khi đó là anh phải làm rất kỹ, không phải vì phía anh em của mình vào tranh cãi với nhau, mà kể cả cái phía mà không có liên quan gì cái chuyện cấm cờ cấm quạt, ai đi trước đi sau. Bây giờ con đấy Triệu Quốc Mạnh này phát là con Nguyễn Hữu Hạnh rồi con đấy, thì cái đó cũng là một nhân chứng mà người ta có thể hết sức khách quan đó mà. Lịch sử là phải rất công bằng, nó đến sớm hay là nó có một cái gì đó nó thành một cái sự cản trở, thì cuối cùng rồi lịch sử là sự thực, lịch sử là rất công bằng.